Xin chào anh chị và các bạn. Trong video trước quản lý tuần kho 1, chúng ta đã tìm hiểu những lợi ích sử dụng chức năng tuần kho và mấy khái niệm liên quan. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng tuần kho của BitSeller. Để sử dụng chức năng tuần kho, phải có 4 bước. Bước 1. Tạo SKU hàng hóa. Bước 2. Thiết lập mối quan hệ web nối. Bước 3. Nhập sản phẩm vào kho. Bước 4. Bật nút giám sát tuần kho. Bước đầu tiên, tạo SKU hàng hóa. Có 4 cách để tạo SKU hàng hóa trên BitSeller. Làm thế nào để chọn cách thích hợp với mình nhất? Nếu bạn đã sử dụng chức năng tuần kho của BitSeller và bây giờ có sản phẩm mới được bán, bạn muốn giám sát số lượng tuần kho của các sản phẩm mới, bạn có thể chọn cách tạo thử công từng một. Nếu bạn đang quản lý tuần kho bằng Excel, bạn có thể tạo hàng loạt SKU hàng hóa bằng nhập tập tin. Nếu bạn quản lý SKU gian hàng quy tắc và mới sử dụng chức năng tuần kho của BitSeller, thì bạn có thể tạo SKU hàng hóa bằng một click chọn theo SKU gian hàng. Nếu bạn chỉ muốn quản lý những sản phẩm đã có đơn hàng và đã tạo SKU quy tắc trên gian hàng, bạn có thể bật nút tạo từ từng SKU hàng hóa. Khi đồng bộ đơn hàng, hệ thống sẽ tự từng tạo theo SKU sản phẩm trong đơn hàng. Video hôm nay em sẽ lấy ví dụ tạo SKU hàng hóa. Thủ công từng một, chi tiết thao tác của các cách khác. Các bạn có thể xem video làm thế nào để tạo SKU hàng hóa. Link video sẽ được đặt trong phần chi tiết dưới video này. Ví dụ, ba lô màu hồng này, trước tiên em cần phải tạo SKU hàng hóa trên BitSeller. Chúng ta vào mô tôn tuần kho, chọn SKU hàng hóa. Chọn thêm SKU hàng hóa. Ở đây có thể chọn thêm SKU đơn độc và thêm SKU combo. SKU combo thích hợp cho bán combo có 2 sản phẩm hoặc trở lên. Này chúng ta chọn thêm SKU đơn độc. Ở đây có thể nhập những thông tin cơ bản về sản phẩm. Tên, SKU hoặc nền. Nhập hình ảnh. Ở đây, chúng ta cũng có thể thiết lập mối quan hệ ghép nối. Ấn vào thêm ghép nối SKU gian hàng. Chọn gian hàng, nhập vào SKU gian hàng tương ứng thì được rồi. Chúng ta cũng có thể chọn nhập vào kho nào, nhập số lượng tuần kho. Nếu các bạn chỉ muốn tạo ra một sản phẩm, và tạm thời không muốn nhập vào kho, hoặc là hiện nay chưa có số lượng tuần kho, bạn có thể không chọn kho và không nhập số lượng tuần kho. Ở đây hệ thống sẽ mặc định chọn một kho, các bạn cũng có thể không chọn. Các bạn lưu ý, chỉ khi bạn tạo SKU hàng hóa, bạn mới có thể chọn kho và nhập số lượng tuần kho tại đây. Sau đây, nếu các bạn muốn nhập kho hoặc muốn tăng số lượng tuần kho cho sản phẩm này, thì các bạn chỉ có thể bằng cách tạo phiếu nhập kho. Sau khi hoàn tất, ấn vào lưu. Như thế, chúng ta đã hoàn tất tạo SKU hàng hóa. Ở đây, chúng ta có thể xem chi tiết tuần kho của sản phẩm này. Bao gồm nhập vào kho nào, số lượng là bao nhiêu, v.v. Bước thứ hai, thiết lập mối quan hệ ghép nối. Chỉ khi đã thiết lập mối quan hệ, hệ thống mới có thể biết sản phẩm này có bán ở gian hàng nào. Khi các bạn xử lý đơn hàng trên BitSeller, hệ thống mới tự từng khấu trừ tuần kho. Với lại, chức năng đồng bộ, tuần kho và phát triển tiếp theo cũng được thực hiện dựa trên cơ sở việc phát triển thiết lập mối quan hệ này. Ví dụ, A001 con pin là SKU hàng hóa em tạo trên BitSeller. Hiện nay chúng ta cần thiết lập mối quan hệ ghép nối giữa SKU hàng hóa và mỗi SKU gian hàng. Các bạn có thể thao tác khi tạo SKU hàng hóa. Ngoài ra, các bạn còn có thể ấn vào nút chỉnh sửa để thiết lập mối quan hệ ghép nối cho sản phẩm hiện có. Ấn vào nút này.
Chúng ta sẽ vào trang chỉnh sửa. Ở đây có thể thêm hoặc xóa mối quan hệ ghép nối. Chọn gian hàng. Shopee A tương ứng với A cung cung một con pin. Shopee B tương ứng với P cung cung một con pin. Số của Lazada tương ứng với C cung cung một con pin. Ứng vào lưu. Mối quan hệ ghép nối đã thiết lập thành công. Bước thứ 3, nhập sản phẩm vào kho. Trong danh sách kho, chúng ta có thể thấy tất cả các kho của bạn. Ở đây các bạn có thể sửa những thông tin. Ví dụ, tên kho, quản trị viên, số điện thoại, địa chỉ, v.v. Ví dụ, kho mặc định hiện nay là kho 2. Khi các bạn xử lý đơn hàng, hệ thống mặc định khấu trừ số lượng toàn kho của kho mặc định. Sau đây, em sẽ lấy ví dụ kết thao tác nhập sản phẩm vào kho 2 nhé. Có hai kết. Một là tạo phiếu nhập kho, hai là tạo SKU hàng hóa ở danh sách toàn kho. Bên em đề nghị các bạn sử dụng kết một nhé, vì cái này không chỉ có thể nhập sản phẩm vào kho, mà còn có thể tăng số lượng toàn kho. Chúng ta vào mô đun toàn kho, chọn nhập kho thực cung. Các bạn có thể ấn vào nút này để tạo phiếu nhập kho, cũng có thể ấn vào nút này để nhập kho bằng tập tin. Chọn tạo phiếu nhập kho. Chọn kho muốn nhập vào và loại nhập kho. Xác nhận có nhập kho lập tức không? Nếu không chọn nhập kho, phiếu nhập kho đã tạo sẽ hiển thị trong danh sách chờ nhập kho. Các bạn phải xác nhận thủ công mới có thể hoàn tất nhập kho. Ở đây cũng có thể nhập vào ghi chú. Ví dụ, ngày tại hàng, người tại hàng v.v. Ấn vào chọn SKU hàng hóa. Chọn sản phẩm. Muốn nhập kho. Có thể chọn nhiều. Nhập vào số lượng. Ví dụ, ba lô màu hồng này đã đến hàng 100 cái, ở đây em nhập vào 100. Điền chỉnh. Như vậy, chúng ta đã tạo phiếu nhập kho thành công. Đây tức là phiếu nhập kho em muốn tạo. Vì vừa mới em không chọn nhập kho lập tức, nên nó sẽ hiển thị trong danh sách chờ nhập kho. Chúng ta phải xác nhận thủ công nhập kho mới có thể nhập kho thành công. Ấn vào nút này để xác nhận nhập kho. Bây giờ chúng ta cùng đi xem danh sách toàn kho. Trong kho B, kho A, kho 2. Ở đây sẽ có hiển thị những thông tin của ba lô màu hồng này. Nếu muốn nhập kho bằng tập tin, ấn vào nút này. Trước khi tải lên tập tin, chúng ta cần phải tải xuống mẫu trước.
Sau khi hoàn tất điền những thông tin theo mẫu, chúng ta trở về trang này, chọn kho nhập kho, loại nhập kho, ghi chú vân vân. Sau đó ấn vào tải lên tập tin, rồi ấn vào import thì được rồi. Các bạn lưu ý, tất cả phiếu nhập kho bằng import tập tin đều sẽ hiển thị trong danh sách chờ nhập kho. Các bạn phải xác nhận nhập kho thủ công mới có thể hoàn tất nhập kho. Có một trường hợp đặc biệt, nếu là Excalibur Combo, các bạn chỉ có thể vào danh sách toàn kho. Chọn Excalibur hàng hóa, sau đó chọn Excalibur Combo để nhập kho. Bước cuối cùng, bật nút giám sát tồn kho. Bước này là quan trọng nhất. Các bạn phải vào phần cài đặt, chọn cài đặt tồn kho, chọn giám sát tồn kho. Chỉ khi đã bật nút giám sát tồn kho, hệ thống mới tự động khấu trừ tồn kho. Trong danh sách đơn hàng, chúng ta có thể ấn vào nút này để xem chi tiết đơn hàng. Ở đây sẽ hiển thị những thông tin chi tiết, bao gồm SKU đã ghép nối và kho giao hàng. Chúng ta cũng có thể sửa đổi ở đây. Và trong danh sách lịch sử xuất nhập kho, các bạn có thể xem những thông tin xuất nhập kho, bao gồm loại hình nhập kho hay xuất kho, thủ công hay bán hàng, vân vân. Video hôm nay đến đây đã là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc góp ý gì, vui lòng thêm số Zalo bên dưới video để liên hệ với chúng em.